Bản tin thể thao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao ngày 31 tháng 8 năm 2019 và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Hà Nội FC đã công bố về hợp đồng chuyển nhượng Đoàn Văn Hậu cho câu lạc bộ Hà Lan SC Heerenveen. Phía đội bóng thủ đô thông tin câu lạc bộ này đồng ý nhà Đoàn Văn Hậu theo bản hợp đồng cho mượn giá trị 1 năm. Nếu Đoàn Văn Hậu chứng tỏ được giá trị, SC Heerenveen có quyền mua đứt hậu vệ người Thái Bình này với thời hạn hợp đồng 3 năm, với giá mua đứt Văn Hậu được tiết lộ rơi vào khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Chơi bóng tại Hà Lan, Đoàn Văn Hậu sẽ nhận được mức lương khủng mà chưa một cầu thủ Việt Nam nào có được, ngoài ra là điều kiện về nhà và xe cộ. Sở dĩ Đoàn Văn Hậu đi Hà Lan ngay trong tối nay vì thị trường chuyển nhượng châu Âu sẽ khép lại vào ngày 2 tháng 9. Nếu Văn Hậu vượt qua bài kiểm tra về y tế, hợp đồng giữa các bên sẽ lập tức được hoàn tất. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Văn Hậu trong trận gặp Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 tới đây. SC Heerenveen là đội bóng bậc trung của Hà Lan. Tuy nhiên, câu lạc bộ này nổi tiếng là bệ phóng của những ngôi sao lớn. Nổi bật nhất phải kể tới là Van Nistelrooy, Kalas Janhantola. Hôm nay, Sean Dryden có chuyến làm khách ở Cast Open tại vòng 6 Jupiler Pro League. Sau trận đấu này, Công Phượng sẽ bay thẳng về Thái Lan hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Háo hức với cơ hội ra sân sau khi có bàn thắng đầu tiên, tuy nhiên Công Phượng không được huấn luyện viên Mark Brace điền tên vào danh sách thi đấu. Việc Công Phượng đang bị đội bóng cho ra rìa nằm trong dự đoán của nhiều người bởi Sean Dryden gần đây liên tiếp mang về những bản hợp đồng chất lượng để tăng cường sức mạnh. Mới đây nhất, đội bóng nước Bỉ chiêu bộ thành công Nexi Hàn Quốc Lee Seong-hu theo dạng cho mượn từ Hellas Verona. Chiều nay 31 tháng 8, huấn luyện viên Krachen sẽ dẫn U18 Hoàng Anh Gia Lai sang Hà Lan tập huấn trong vòng 1 tháng. Chuyến tập huấn này là kết quả của chương trình hợp tác giữa câu lạc bộ hàng đầu Hà Lan, Feyenoord Rotterdam và Hoàng Anh Gia Lai. U18 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 7 trận giao hữu trên đất Hà Lan, đặc biệt trong chuyến tập huấn lần này các cầu thủ trẻ sẽ có chuyến tham quan câu lạc bộ Sint Truiden, đội bóng Công Phượng đang đầu quân. Sau thất bại thảm thương ở giải U18 Đông Nam Á vừa qua, tháng 11 tới đây, U19 Việt Nam sẽ bước vào giải vô địch U19 châu Á với những đối thủ ở vòng bảng gồm Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Với việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ chức ngay sau thất bại ở giải đấu, huấn luyện viên Krachen là cái tên sáng giá sẽ ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên U19 Việt Nam tham dự giải đấu châu Á lần này. Truyền thông Anh đưa tin Paul Pogba đang quyết rời MU trong những ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng châu Âu kéo dài tới ngày 2 tháng 9. Giấc mơ của Pogba là tới Real Madrid và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang liên tục đánh tiếng với anh những ngày gần đây. MU mặc dù không hài lòng với thái độ của Pogba nhưng do thị trường chuyển nhượng Premier League sớm kết thúc nên Quỷ Đỏ không muốn bán cầu thủ 26 tuổi này. Thưa quý vị và các bạn, và sau đây sẽ là một số thông tin chuyển nhượng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận Fred sẽ ở lại Old Trafford mùa này. Fred được Fiorentina theo đuổi nhưng MU từ chối để cầu thủ Brazil đi. Cựu hậu vệ Barcelona và Juventus vừa chuyển đến đầu quân cho Fio theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ Uruguay hết hợp đồng với Lazio vào mùa 2018-2019. Huấn luyện viên Argentina xác nhận đã từ chối rất nhiều lời mời chào để ở lại Tottenham và sẽ gắn bó tương lai lâu dài với Spurs. Cầu thủ người Pháp hiện đánh mất vị trí chính thức tại Juventus sau sự xuất hiện của những tân binh chất lượng Adrien Rabiot và Aaron Ramsey. Và đây là thời điểm thích hợp để Inter Milan tìm kiếm sự phục vụ từ Blasi Matuidi. Truyền thông Anh đưa tin Man City đang liên hệ với Bodo Glimt của Na Uy để chiêu mộ tiền vệ trẻ Hakon Evjen. Cầu thủ 19 tuổi đã có 9 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 18 trận ra sân ở giải vô địch quốc gia Na Uy mùa giải 2019. Được biết cả MU cũng đã gửi tuyển trạch viên tới theo dõi Evjen thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì bản tin thể thao của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt. Bản tin thể thao.